chúng ta đi khiêu vũ nhé. Đi khiêu vũ? Em thích đó. À, mình sẽ đi ăn và khiêu vũ tại quán đêm mê. Khiêu vũ ở quán đêm mê. Tuyệt vời, một ý rất là tuyệt vời. Để chuẩn bị cho buổi tối đêm mê. Em nghe tới đó là em xích xoa rồi anh ơi. Món quà của em là chúng ta sẽ đi học khiêu vũ. Tôi gọi đây là sự phô diễn. Hay quá. Dạ, nhưng mà cô ơi, cái lúc đầu thì có thể tôi theo được. Tới cái chỗ mà rắc cha cha, chắc tôi sợ theo không nổi quá. Sao? Không sao, cô cứ làm đi. Rồi tới chỗ mà rắc cha cha thì tôi sẽ rắc cha cha được không? Dạ, nào. Cha cha được, đừng có rắc xương nha cô. Dạ, dạ, đi, bắt đầu. Có em nha. Ủa mà anh chị, buổi tập khiêu vũ đầu tiên sao rồi? Hả? Ôi, khá lắm. Đó đó mà khá. Thảm họa thì có đó. Thế anh thay đổi phong cách hoàn toàn chưa? Quá tuyệt vời. Thấy cái cào vạt chưa? Quá đẹp. Ừ. Anh cắt từ trong cái quần bông của em ra phải không? Không phải, em mới rẽ. Cái đêm mua tặng anh cách đây 10 năm á. Ồ, em nhớ rồi. Rất hợp với anh. Hợp không em? Hợp lắm. À. Con đố con này khó nói à. Nhưng mà bà biết chắc cái con này sao nó giống vợ của ba quá. Hay quá. Dích. Dích biết tại sao mẹ ba đầu sáu tay không? Để mẹ hầu tụi con á. Còn biết tại sao mẹ tám mỏ không? Để mẹ dẹp loạn cái nhà này nè. 1, 2, 3, 4 cái loạn này nè. Phải dẹp, biết chưa? Hả? Chọc đi, chọc đi, chọc nữa đi. Còn anh nữa. Sao em? Anh không biết là cuối tuần này nhà mình có một cái ngày hết sức đặc biệt hả? Trời, biết rồi em, khỏi nhắc. Biết rồi phải không? Ừ. Nói thử coi ngày gì. Ngày kỷ niệm anh từ giã cuộc đời độc thân để bước sang cuộc đời chung thân. Quá giỏi, lâu lâu đúng được một câu. Chứ sao? Nhưng cho em hỏi thêm một câu nữa. Gì? Nó nhằm vào ngày thứ mấy? Thứ sáu. Làm như quên. Thứ sáu hả? Ừ. Đứa nào suối ba nó thứ sáu vậy? Hả? Thứ bảy ông ơi. Ủa anh? Hả? Anh không nghĩ tới chuyện là chúng ta sẽ tặng quà cho nhau sao? Mua quà cho em là khó với thế giới đó cho em biết. Đây này, bây giờ anh dậy ha. Em sẽ làm cho anh đỡ khó xử đây nè. Sao? Anh ra cái cửa hàng ở gần nhà mình đó. Em để ý tới một cái áo đầm lâu rồi. Cái áo đầm màu hồng, dài gần tới gót chân. Bông tím, hơi hở cổ như vậy đó. Anh cứ mua về, anh tặng em. Thì cái cơn ác mộng tìm quà cho ngày kỷ niệm ngày cưới nó sẽ chấm dứt ngay lập tức. Rồi, hết vui. Trời, mua quà mà em nói ra hết còn gì đâu là vui nữa. Cái thú người ta là suy nghĩ như thế nào để mua quà thì giờ em nói là hết vui rồi. Rồi còn quà của anh, em mua sao? Anh, em mà, mộng lan mà. Ừ. Em đã tính toán kỹ trong đầu lắm rồi. Em biết chắc là khi em đưa món quà ra, anh sẽ vô cùng thích thú. Thiệt không? Thiệt. Ăn hết giùm tôi đi mấy ông. Lẹ lên rồi đi học. Ừ. Bà. Hả? Bà muốn tụi con tiết lộ món quà của mày không? Ủa thật? Không cần. Quà để ngạc nhiên nó mới hay, không cần con. Không cần. Con biết ở đâu vậy? Nãy ba mới nói đó, ba muốn sự ngạc nhiên mà. Dích. 20 ngàn. Dạ con không biết. 40 ngàn. Dạ, để trên đầu tủ lạnh. Chứ suy nghĩ mà nãy giờ không thấy. Con biết ba chơi cái trò hối lộ là hồi nãy con chỉ rồi. Ủa gì kìa? Ủa vậy 9 năm vừa rồi con sống ở đâu? Không biết tính ba hả? Thôi, hãy cứ lên sư thoại đại học đi. Dích, chút chi cho anh 5 ngàn không? Nếu không thôi anh mắc mẹ. Biết rồi. Thôi, vậy mà nãy giờ không biết.
sao cái này giống cái bộ phận của Giang Định tặng cho ba lúc trước vậy? Dạ không phải, cái này của chú bị nổ. Gì? Sao chú bảy nổ? Là mẹ viết thư cho chú bảy nổ sau khi mà chú ấy tham gia chương trình của ba á. Trời đất ơi, sao mẹ làm cho ba cảm động quá ta? Không được rồi, kỳ này á ba phải ráng làm sao mua cho mẹ, tặng cho mẹ một cái gì đó thiệt là tuyệt vời. Dạ, cho mẹ đi học lúc khiêu vũ nha. Thôi ôi ba. Hả? Ba đâu có biết khiêu vũ đâu, mẹ học để làm gì? Nhưng mà mẹ không bắt lấy đâu ba. Sai rồi ba. Cái đầu. Em Bình ơi. Dạ dạ. Tới nơi mà giờ còn đứng đó rửa mặt nữa hả? Dạ giờ ăn đi. Dằn nước tụt lum hết trơn á. Anh ơi. Hả sao em? Nếu mà anh muốn mua cái áo đó cho em á là anh phải ra mua liền nha. Cửa hàng nó chỉ giữ được có 3 ngày thôi đó. Em. Em quên cái áo đi em. Tại vì anh sẽ tặng cho em cái món này nó còn hoàn hảo hơn nhiều. Không, đừng. Đừng có nghĩ là mua máy móc cho em nha. Máy móc nhà mình quá đầy đủ rồi. Em rất là ám ảnh, cái tiếng nổ bùm, rồi khói khét nghẹt, rồi không, tiếng không, còi cứu quả. Không. Món quà của anh mua cho em rồi. Bảo đảm là xuất sắc hơn cái áo của em. Em. Khi em biết được cái món quà đó, anh tin chắc một điều, em sẽ lấy sô-cô-la trét đầy người anh để tỏ lòng biết ơn một cách kỳ lạ và bất thường. Công nhận cái này kỳ lạ thiệt á. Sao vậy? Vì em sợ kiến cắn anh. Gì vậy nó tái? Rưới đầy sô-cô-la lên người. Ừ. Em đang tò mò về cái chuyện đó đó. Em còn nhớ không? Sau buổi ăn kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mình, em đã nói gì? Em nhớ chứ. Em thường hay nói, anh à, hãy cởi áo ra đi để cho em giặt vì áo anh dính mùi nước mắm. Không, em sẽ nói là chúng ta đi khiêu vũ nhé. Đi khiêu vũ? Em thích đó. Mình sẽ đi ăn và khiêu vũ tại quán đêm mê. Khiêu vũ ở quán đêm mê tuyệt vời, một ý rất là tuyệt vời để chuẩn bị cho buổi tối đêm mê. Em nghe tới đó là em xích xoa rồi anh ơi. Món quà của em là chúng ta sẽ đi học khiêu vũ. Ôi anh ơi, tuyệt vời quá. Em sẽ tặng anh 3 chữ. Chữ gì? Sô cô la 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 la. Đã hết giờ nghỉ giải lao, xin mời quý vị bước ra sàn nhảy. Sao em? Ngồi được con chưa? Nghỉ rồi. Tập trung học nhảy đi. Đến sau. Rồi, mọi người đã biết điệu cha 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 cơ bản. Và bây giờ tôi sẽ thêm một chút xíu gia vị để cho điệu nhảy này thật là quyến rũ. Tôi cần một đôi minh họa. Chị Lan. Dạ dạ. À, anh Tư. Anh lùi 3 bước. Một. Chắc chắc chà. Ủa gì nữa ngồi anh? Dạ ngồi đó đi anh. À tôi cần anh Giang. Xin mời anh ra đây. Và bây giờ tôi sẽ làm minh họa. Dạ. Cho mọi người đều xem. Và sau đó cô sẽ làm với anh Giang nhé. Dạ. Nào. Ra-cha-cha, 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 ra-cha-cha. Và tôi gọi đây là sự phô diễn. Ra-cha-cha. Hay quá. Dạ, nhưng mà cô ơi, cái lúc đầu mình có thể tôi theo được. Tới cái chỗ mà ra-cha-cha, chắc tôi sợ theo không nổi quá. Sao sao, không sao, cô cứ làm đi. Rồi tới chỗ mà ra-cha-cha thì tôi sẽ ra-cha-cha. Nào, mà cha được chứ đừng có rắc xương nha cô. Dạ. Dạ. Nào, mời em nha. Tiến tới, mắt nhìn nhau, tay nắm tay. Hãy bắt đầu một điệu nhạc mê đắm nào. Cha cha cha, cha cha cha. Nào, chúng ta hãy chạm trán vào nhau nào. Đúng rồi. Cha cha cha, cha cha cha. Và tôi gọi đây là điểm tập trung của tình yêu. Kỳ vậy. Tôi bỏ 300 ngàn để cho này ông vợ tôi hả? Thank you.
Tưởng lừa được chú hả? Vậy mà có điều không thể tin được là con có thể lừa được ba con. Tại cái vụ này ba con nói cho chú nghe biết rồi. Hẹn chi chú phòng người trước chứ không thôi chú cũng dính rồi. Trời ơi. Wow, rất chật chờ. Anh Giang hãy phô diễn lên nào. Wow, wow, yes. Rất chật chờ. Anh gì? Học học đàng hoàng. Anh làm cái gì vậy? Anh đang phô trương tình cảm mà. Ủa nhảy gì ghê quá hả? Ghê gì? Nghe là cô kìa. Cô anh nhảy, anh nhảy kỳ quá. Anh vừa phải, anh nhảy gì kìa? Nhảy gì kỳ sát vậy? Sát đâu? Gương mặt sát gương thấy rõ ràng. Người ta học nhảy mà, anh đừng có vô duyên. Không có gì, không có nhảy rất rạc. Anh lo anh học ý. Vừa phải thôi à. Tắt nhạc. Được rồi cô. Dạ. Cô qua bên kia nghỉ tí xíu. Dạ. Anh ra đây với tôi tí xíu. Ra với cô anh Tư. Đó. Không sao, không sao. Dạ. Tôi nghĩ là anh tới lớp này anh vui. Đúng không ạ? Vui. Dạ vui. Và anh cũng là một người đầy sáng tạo. Sáng tạo. Đúng rồi. Thế thì tại sao anh không dùng cái sự sáng tạo đó cho một cái việc có ích hơn? À, có nghĩa là cô muốn tôi lau sàn nhà hả? Bỏ cái việc nhỏ nhen đấy đi. Tôi muốn anh dùng cái trí tưởng tượng. Chúng ta đang ở Vịnh Hạ Long. Tôi ở Vịnh Hạ Long. Ồ, vậy cô đưa tiền đi. Tôi muốn giới thiệu cho cô. Bỏ cái chuyện tiền bạc qua một bên. Thôi vậy. Bây giờ tôi muốn anh ở câu lạc bộ khiêu vũ năm 2000. Yeah. Và chúng ta bắt gặp nhau từ căn phòng bên kia. Tiến lại gần nhau. Gương mặt rạng ngời. Và tôi xoắn lấy anh. Gãy tay. Cô giận mạnh quá gãy à. Anh đừng có lo. Anh sẽ cảm thấy thân thể anh mềm mại khi gặp tôi. Chúng ta xoắn vào nhau nhé. Nào, xoắn vào nhau nào. Và chúng ta sẽ xoay. Cô, không có vợ rồi, vợ ngồi kia. Nè, năm 2000 anh chưa có vợ mà. 2000 chưa có vợ, xoắn vào nhau. Xoắn vào nhau, anh hãy thả lỏng ra. Thả lỏng ra. Hãy thả lỏng xiềng xích ra. Đúng rồi, thả lỏng cơ thể ra. Và chúng ta hãy xoắn vào nhau. Xoắn vào nhau. Buổi tập khiêu vũ đầu tiên sao rồi? Hả? Ôi, khá lắm, khá lắm. Ở đó mà khá. Thảm họa thì có đó. Ông nắm bà vũ sư, ông quăng qua bên phòng bên kia. Trời ơi, có chuyện đó thật là gì? Ừ. Em nói phải nói cho hết, cho rõ ràng. Đây nè, tưởng đâu cái bà vũ sư này mà giỏi lắm. Nhảy với bà cứ nói, xoắn đi, xoắn đi, xoắn đi. Tôi xoắn hồi văn là khỏi phòng luôn. Nghe cũng vui quá ha. Vui. Ê, hay mai dẫn tôi đi tập bữa. Ừ. Hả? Đừng có theo anh chị, không có được đâu. Lúc mà bà tỉnh dậy đó, bà ra bảo vệ, bà tả hình dáng anh chị hết rồi. Cho nên mà em mà đi với anh chị là khỏi vô phòng múa luôn. Đúng lắm, sau khi té rồi sợ quá, tỉnh dậy sợ quá. Diễn tả anh chị với người ta giống như hai ông bà già vậy đó. Trời ơi. Bà sợ quá. Mà đi cho biết. Còn nếu vậy thì thôi. Vậy hả? Để một vài tháng sau có hứng thì đi tập sau ha. Đúng rồi, cho bảo vệ quên bớt anh chị. Thế thôi giao mấy đứa nhỏ lại cho anh chị nha. Rồi, cảm ơn chú Năm nhiều lắm nha. Không có gì. Thôi, bữa sau anh chị đi đâu á, cứ giao mấy đứa nhỏ cho em. Trời ơi, nó thích em lắm. Ôi vậy hả? Nó thương chú Năm lắm hả? Em xin phép anh chị nha. Rồi. Mai gặp chưa làm nha. Hẹn gặp ngày mai nha, Năm Mù Lôn. Ê, em ơi. Cái gì? Không biết ngày mai mình đi học trường khác vậy, không dễ trường khác nha. Học cái gì? Anh lúc nào cũng chế diệu tất cả những gì mà em cho là quan trọng nhất trong cuộc đời của em. Phải, tại vì anh muốn dành cho em cái món quà đặc biệt. Đó là cái bộ. Bộ gì? À, cái bộ giác siêu bò. Anh định là nay mai mình sẽ mua con bò về, mình nuôi trong nhà, để vừa có sữa bò, mình nuôi vừa có thịt ăn. Nuôi lại chỗ đó. Bỏ con bò đi. Bỏ thịt đi, bỏ sữa đi. Hả? Anh biết nó là cái gì rồi đúng không? Hả?
anh lần mò vậy? Anh biết em để nó ở đâu rồi đúng chưa? Đâu có, đâu cần lần mò đâu. Ở trên đất tủ lạnh nè. Hôm nay anh phá hỏng hai món quà của em. Thứ nhất là đi khiêu vũ, thứ hai là trời ơi cái bất ngờ của em bị bể rồi. Anh nói thiệt nha, tại vì anh thích nó quá. Đó, chính vì vậy em phải giấu đến cuối cùng để em muốn nhìn thấy gương mặt của anh lúc mà anh mở món quà ra. Em biết hết rồi. Em hay là như vậy đi, thứ bảy đi nhảy đầm ở quán đêm mê. Không. Hả? Em không bao giờ thèm nhảy với một người mà nhảy không quá ba bước. Em công nhận không? Em công nhận là anh hay không? Anh có cái ý tưởng là đi học nhảy đầm hay không? Ý tưởng đó mà của anh hả? Hả? Xin lỗi, mấy đứa nhỏ nó xúi anh thì có. Sai. Đại diện cho hiệp hội những người thợ xây, tôi muốn trao tặng anh cuộn giấy đẹp đẽ này. Ồ vậy à, có Lâm Bù Lon không? À không hề. Hả? Không có. Sao? Có trao cho Lâm Bù Lon không? Không có tên Lâm Bù Lon. À không có tên Lâm Bù Lon. Ủa sao vậy? Tôi đâu có sao đâu. À em xin phép đọc. Chúng tôi trao tấm bằng khen này cho Tư Mỏ Lết vì công sức quảng bá sự an toàn khi ở nhà và nơi làm việc của anh ấy. Trời ơi anh Tư. Hả? Anh được trao bằng khen vì sự an toàn hả? Đúng rồi. Anh sao vậy? Chắc là họ chưa coi mấy cái số mà anh bị té xuyên từ trên mái nhà xuống á. Rồi mấy cái số anh bị kẹp tay vào bàn nữa. Rồi nối ổ điện về điện giật nữa. Tiếp. Vì lý do anh ấy đã dàn dựng các tai nạn rất thông minh, trông như thật, để cho khán giả thấy họ không nên làm gì. Chúng tôi gửi lời chào đến anh. Tám biết không? Mà ông Lan giận con là tại vì con phá trong cái giờ học nhảy. Cậu ơi, đôi khi chúng ta chế giễu những điều mà chúng ta không làm được đó. Con nói chú Tám nghe nè, con cũng ráng điều khiển tay chân của con để mà nhảy cha 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 làm sao. Nhưng mà không hiểu tại sao cô giáo từ trong lớp học bay ra chú Tám. Châu, con không nhảy sao cô giáo bay ra lận? Dạ, chú Tám không hiểu phải không? Không hiểu. Con không hiểu nữa mà cũng không ai hiểu nữa. Tự nhiên bay à. Ê, Tư Mỏ Lết ơi. Dạ. Vấn đề là tại cậu suy nghĩ nhiều quá. Thí dụ bây giờ không? Cậu giờ cậu tưởng tượng cậu đang lái xe đi. Trời ơi, tưởng chú Tám thí dụ gì? Thí dụ lái xe với ẹt, đề máy cái chạy thôi. Đó là cậu làm theo bản năng. Cậu với chiếc xe hòa lẫn là thành một. Dạ. Không? Bởi vì tự nhiên cậu thấy thoải mái thôi. Thấy không? Cũng giống dạ. Như thiền vậy đó. Hả? Thiền là ai? Thiền là ông nào chú Tám? Thiền là một dạng tâm trí, hiểu không? À. Khi cậu nhảy á, cậu đừng có bận tâm lo lắng về tay chân cậu gì hết trơn á. Cậu cứ để cái âm thanh và âm nhạc nó dìu cậu đi. Tôi vẫn thường làm vậy thôi. Nhớ một hai cha 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 ta 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 thoải mái. Hòa lẫn là một, mình và áp giảm. Ta 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 ta. Anh. Em không giận anh hả? Tối nay mình đi ăn tối nha. Em sẵn sàng rồi đây. Em đâu có giận anh đâu. À, mình đi ăn xong rồi mình sẽ trao quà cho nhau chứ. Anh, còn cái câu em đẹp nhất đêm nay đâu rồi? Quên. Em đẹp nhất đêm nay. Cảm ơn anh. Em thấy sao? Sao? Thấy anh thay đổi phong cách hoàn toàn chưa? Quá tuyệt vời. Thấy cái cà vạt chưa? Quá đẹp. Ừ. Anh cắt từ trong cái quần bông của em ra phải không? Không phải, em quên rồi. Cái đêm muốn tặng anh cách đây 10 năm á. Ồ, em nhớ rồi. Rất hợp với anh. Hợp không em? Hợp lắm. À, quà anh đâu? Đây, anh. Nhìn đây, quà của anh. Tới đây anh ơi. Em bảo đảm với anh là cái món quà này sẽ gây ra cho anh một cái sự ngạc nhiên vô cùng kinh khủng. Anh không tưởng tượng được em chọn cái món quà này cho anh. Em làm anh hồi hộp quá. Mở nếu như đi. Không phải là thật sự là cái món quà anh muốn đi, anh buồn lắm đó. Không, anh cứ mở ra đi anh. Mở quà ra. Hồi hộp quá. Mở ra đi anh.
Trời đất ơi, em làm anh ngạc nhiên quá, đúng là món quà anh thích nhất nè em. Quá ngạc nhiên không anh? Rồi, cái món quà anh thích nhất, khó tìm nhất mà em tìm ra được. Trời đất ơi, em ơi. Em thích nhất là khuôn mặt anh ngạc nhiên như thế này đó. Em chọn đúng là em rồi, em quá tuyệt vời, em tuyệt vời hơn cả tuyệt vời nữa. Thôi đủ rồi anh, ngạc nhiên này hơi lố rồi đó. Rồi, phần quà của em đâu? Đây, anh vừa mua cho em món quà đây. Quà? Em hồi hộp quá anh ơi. Suy nghĩ kỹ lắm đấy em. Vậy hả anh? Em mở ra nhanh. Mở đi em. Có ngạc nhiên không đó? Bảo đảm sẽ ngạc nhiên. Vậy hả? Em không ngờ tìm được đó. Em ngạc nhiên quá. Ngạc nhiên em. Trời ơi, tại sao anh có thể đọc được ý nghĩ của em vậy? Thấy không? Hả? Thấy không? Tại sao vậy? Cái này em ước mơ bao nhiêu lâu rồi. Tại sao anh? Trời ơi, bông này, hoa này. Ngạc nhiên quá, ngạc nhiên quá anh ơi. Em hơi lố luôn rồi đó. Em hơi lố. Em yêu anh quá. Chúc mừng ngày kỷ niệm đám cưới của chúng ta. Chúc mừng ngày kỷ niệm đám cưới của chúng ta. Em, anh thật sự yêu em lắm đó mà. Anh yêu em lắm. Anh yêu lắm đó hả? Em cũng yêu anh nữa. Nhưng mà khoan anh ơi. Sao em? Yêu nhau vậy đủ rồi. Sao? Em đang suy nghĩ là không biết là năm Bù Lon có mang đủ tiền để mua bắp rang cho tụi nhỏ ở rạp Cine không? Em cứ làm tục khứng hoài. Anh đưa tiền rồi, anh còn đưa tiền dư để năm Bù Lon mua khoai tây chiên nữa đó. Dạ, đủ rồi phải không? Vô lại nè, vô. À khoan đã. Sao em? Còn cái vụ có đưa cái số phone của quán con cò cho năm Bù Lon không? Vô đi, không. Không đi quán con cò. Ủa? Đổi quán rồi hả? Đổi quán rồi. Đi quán nào? Đi quán Tư Mộng. Tư Mộng? Ừ. Xa không? Là quán của Tư Mô Lết và Mộng Lan đó. Ôi trời đất ơi, cái này mới ngạc nhiên thật sự nè. Thấy không? Quán Tư Mộng. Tan 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 tan. Hay quá anh ơi. Quán Tư Mộng. Thấy không? Lãng mạn quá. Chưa lãng mạn mấy đâu. Sao? Đó, mình ăn xong rồi mình khiêu vũ. Sao vậy? Thư quỷ cái đặt bàn rồi đi anh ơi. Vậy? Anh sẽ quỷ cái đặt bàn là với điều kiện khi nào em không thích nhảy đầm với anh. Anh, nói anh đừng buồn nha. Thôi vậy? Em vẫn không thích nhảy đầm với anh. Gì? Nó lại đi. Em vẫn không thích nhảy đầm với những người không biết nhảy. Tôi chết. Em sẽ hối hận. Hả? Em sẽ hối hận. Sao? Em coi nè. Hay quá. Ba cái là nhạc. Anh, có phải anh không vậy? Trước đây anh chỉ mới đi chạy disco thôi mà. Bây giờ nhảy giỏi vậy? Tại vì anh đã gặp cái ông thiệt. Vậy hả? Tôi muốn theo kịp anh thì hãy nhảy với anh. Trời ơi anh ơi. Leo. Wow. Các bạn, tôi đã đặt cái hệ thống trượt của FTM, cho nên bây giờ mình kéo học tủ ra rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Cứ thử đi thôi. Tôi hy vọng là anh đã lắp chốt chặn ở đầu rãnh. Chắc chắn rồi, nếu không nãy giờ nó tụt rồi nó buồn lắm. Kéo đi, cũng dễ dàng thật. Bởi vậy